Hôm nay mình chia sẻ một món ăn rất là ngon và quen thuộc trong cái bữa cơm ấy của người miền Bắc mình, và đặc biệt là vào cái mùa hè này nhá. Đó là món canh rau mùng tơi nấu với quả mướp ấy. Ăn món này vừa mát, vừa ngon, vừa ngọt ấy. Để làm món này thì mình sẽ rửa sạch rau mùng tơi bằng cách là mình ngâm với nước vo gạo cho nó thật sạch, vì mùa này mùa mưa nó rất là bẩn. Sau đó mình sẽ dùng một quả mướp to như này, mình gọt sạch, rửa sạch, sau đó úp thái rau mùng tơi nhỏ, mướp nhỏ ra, rồi mình sẽ cho vào mình xào với thịt lợn xay ấy. Đấy, sau đó mình sẽ nấu thành canh ấy, ăn nó sẽ ngon hơn là chúng ta nấu chay nhá. Còn không thì các bạn không thích ăn thịt thì các bạn có thể nấu chay ấy, là các bạn chỉ nêm mắm muối gia vị thông thường thôi, không cần phải nấu cùng thịt băm. Hoặc là các bạn mà không thích ăn mùng tơi thì các bạn có thể dùng cái quả mướp này, các bạn nấu với nạc ấy, thành canh mướp nạc nhé, ăn nó cũng rất là ngon. Hoặc là cho thêm tôm khô thứ vào, hoặc tôm tươi vào, chúng ta nấu phi thơm hành thơm lên, chúng ta xào cái ít thịt băm này nhé, rồi sau đó chúng ta sẽ cho mướp vào, chúng ta cả mùng tơi vào, chúng ta xào cùng nêm nếm gia vị vừa ăn, rồi mình cho nước vào là mình sẽ có một món canh rất là ngon, và ăn với cà pháo muối ấy, hay là ăn với cơm trắng với một ít thịt luộc nữa cũng rất là hợp nhá. Còn nếu mà có món cà muối nữa thì chúng ta ăn kèm ấy, thì nó rất là hợp với món canh này trong mùa hè. Cho một chút muối hạt lên và chúng ta xào cùng ấy, rau nó vừa giữ được độ xanh nhá, nó vừa ngon nhá, mà nó lại nhanh chín nhá. Các tùy theo chúng ta ăn nhiều hay ít, và chúng ta sẽ cho nước vào, chúng ta xào cùng, à nấu cùng. Ăn nhiều hay ít nước ấy. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đun cho nó sôi trở lại, rồi mình sẽ lọc bớt cái phần bọt ấy ở phía trên ấy, rồi cho thêm một chút xíu nước mắm và một chút bột ngọt nữa vào, là chúng ta sẽ có một bát canh rau mùng tơi nấu với mướp vừa ngon lại vừa hấp dẫn. Nếu các bạn mà thích thì làm món này cho gia đình mình thưởng thức nhé. Và đừng quên đăng ký kênh rồi chia sẻ những video hữu ích của mình. Theo mình thì cứ ăn mùa nào thức đấy. Hôm nay là mùa hè, là mùng tơi và rau và mướp như này, thì chúng ta ăn cái rau này vào mùa này thì nó sẽ không có thuốc ấy. Rồi mình sẽ dừng cái clip này ở đây ạ.